In progress. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Easy English. Mình là Phạm Đình Tây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để học hiệu quả trên kênh YouTube của mình. Đầu tiên chúng ta cùng vào cái kênh YouTube của mình tên là Easy English. Sau đó ở ngay phía dưới chúng ta sẽ tìm thấy cái thanh danh sách phát mình cùng ấn vào đây. Thì nó sẽ đưa chúng ta đến với những cái danh sách phát mà mình đã tổng hợp ở đây. Chúng ta chọn một cái mục mà chúng ta muốn thực hiện bài tập tiếng Anh. Ví dụ ở đây mình ấn vào một basic map labeling. Mình chọn phát tất cả. Nó sẽ đưa mình đến một cái danh sách đã được tổng hợp tất cả những cái dạng bài thuộc cái nhóm map labeling và ở dưới mỗi video chúng ta nhìn vào phần miêu tả thì ở đây mình sẽ thấy một cái dòng một cái đường link màu xanh dương chúng ta hãy ấn vào đường link này nó sẽ dẫn chúng ta đến tới một cái website đây cũng là website của mình website này có tên gọi là English with Mr.com thì tại đây chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn để mình thực hiện cách chi tiết các cái chức năng của các cái nút trên cái trang web sau khi chúng ta đọc xong hướng dẫn của cái phần này thì ở ngay phía dưới cái bài viết sẽ có một cái đường link một tiếp nó có ghi là basic app labeling một link thì chúng ta lại click vào đường link này để chúng ta đi đến một cái website của mình để mình bắt đầu làm bài tập online. Rồi, sau khi mình click vào, nó sẽ dẫn mình đến một cái trang web thực hành này. À, nhiều bạn thắc mắc là tại sao chúng ta phải nhấp vào nhiều cái link như vậy. Thì mình cũng chia sẻ luôn đó là vì những cái phần này mình làm hoàn toàn miễn phí. Thành ra là mình phải tận dụng từ nhiều cái trang web từ những trang web lưu trữ âm thanh cho đến trang web để mình thiết kế những cái bạn bài, bài tập để cho các bạn có thể làm một cách miễn phí thành ra các bạn thông cảm chịu khó ấn nhiều nhiều giúp mình ha thì cũng chỉ hai lần thôi thì cái này là cái phần cuối cùng rồi thì nó sẽ dẫn mình đến một cái trang web để mình làm bài trực tuyến online thì ở đây nó sẽ có phía trên này là cái video của mình trên youtube thì nhiệm vụ chính của nó chỉ là cung cấp âm thanh thôi. Chúng ta có thể dùng dấu cách để mở và tạm ngưng trong quá trình nghe. Ví dụ sau khi các bạn mở lên rồi. Các bạn có thể ấn vào đây. Hi everyone. Now I'm going to, show you how to get around this department store. Các bạn ấn nút cách thì nó sẽ tạm ngưng. Sau đó mình muốn nghe tiếp mình sẽ ấn nút cách một lần nữa. As you can see There is an entrance right at the bottom of the Rồi, nó sẽ rất là tiện như chúng ta trong quá trình nghe mà chúng ta muốn tạm dừng ha. Thì bạn nào không biết nút cách thì đó là cái thanh dài nhất ở trên cái bàn phím của mình ha. Rồi, sau đó ở phía dưới đó là các dạng bài tập. Mình có thể làm tương tác trực tiếp trên đây. Ở phía bên đây là một cái bản đồ. Có các cái ký tự và các cái hình ảnh. Còn phía bên đây là nó có những cái thông tin và những cái chữ cái ở đây thì cách làm này trên cái ở cái trang phía trước thì chúng ta đã được hướng dẫn làm thế nào rồi thì mình sẽ có kéo và mình thả vào ô trống kéo và thả kéo và thả sau khi các bạn nghe xong các bạn kéo những đáp án bên đây vào trong những cái ô này thì chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới này ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có ba nút chính thứ nhất là show result đó là cho thấy đáp án mình ấn một nút thì nó sẽ báo cho mình biết là đáp án mình chọn correct hay là incorrect. Thì nếu như mà incorrect thì nó sẽ ra màu đỏ. À, còn nếu các bạn chọn đúng nó sẽ ra màu xanh. Còn phía dưới này nó sẽ hiển thị cái correct answers cho mình. Thì mình sẽ dựa vào cái này để mình check đáp án. Nếu nó hiện màu đỏ ha thì mình sẽ dùng cái này để mình check. Còn nếu như nó hiện màu xanh rồi thì mình biết cái đáp án mình chọn đúng rồi ha. Và ở kế bên nó có nút retry thì mình khi mình ấn vào nút này thì tất cả nó sẽ quay trở về cái phần ban đầu như mình chưa từng làm ha để mình có thể mình làm lại thì mình sẽ nghe lại và mình làm lại đến khi nào chúng ta nghe được hết thông tin thì thôi và trường hợp những bạn nào mà nghe không được nữa cho dù nghe nghe đi nghe lại nhiều lần ha các bạn vẫn nghe không được thì mình làm sao cũng không có gì mới quá lo lắng ha chúng ta vẫn còn một cái nút cuối cùng đó là audio script thì chúng ta ấn vào cái nút này thì nó sẽ hiển thị ra cái đoạn script của cái bài nghe hồi nãy chúng ta sẽ luyện cái, cái bước cơ bản trước đó là chúng ta bật cái file audio lên sau đó chúng ta vừa nghe vừa dò theo những cái dòng chữ dưới này để mình làm quen với mặt chữ và cái âm thanh của nó tạo ra sau đó chúng ta sẽ đóng nó lại mình ấn vào cái nút là hide script thì nó sẽ đóng lại lúc này chúng ta sẽ retry và chúng ta sẽ nghe lại thì mình để ý xem là khi mình nghe lại như lần này nè thì mình đã nghe được chưa nếu chưa chúng ta lại lặp lại bước hồi nãy mình lại mở cái script ra và lại tiếp tục nghe lại để cho nó thấm khi nào chúng ta thấm là chúng ta thấy nhớ cách phát âm của những cái từ khóa rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục làm lại mình cứ làm tới làm luôn như vậy cho đến khi nào chúng ta trả lời được đúng toàn bộ đáp án ở đây thì chúng ta đã thành công Rồi. và cái phần này thì nó có rất nhiều bài tập ở trên cái trang web của mình ha thì chúng ta hãy tranh thủ uh, tận dụng nó để mình ôn luyện các cái dạng bài Và mình thấy cả mấy yếu như là phần nghe chép chính tả điền vào ô trống hay là matching, map labeling hoặc là multiple choice thì mình đang dần dần hoàn thiện những cái dạng bài đó theo cấp độ từ thấp đến cao thì uh, nếu như bạn nào mà thấy trong muốn tìm hiểu thêm uh, những cái về trang web của mình thì ở đây mình sẽ có cái trang web chính thức của mình nó sẽ có những cái phần chính ở đây ở thì trong đây nó có một kỹ năng tiếng anh thì bạn có thể vào trực tiếp ở trong phần listening nó sẽ có những cái mục này bạn muốn luyện phần nào bạn có thể ấn trực tiếp vào đó ha là, là multiple choice spelling practice completion practice matching practice và Map Labeling practice. Hiện tại thì mình chỉ mới hoàn thiện được cái cấp độ basic là cấp độ cơ bản. À, thời gian tới mình sẽ tiếp tục uh, update thêm những cái intermediate và advanced để giúp cho các bạn có nhiều cái nguồn tài liệu để luyện tập hơn. Và những cái dạng này của mình là tập trung chú trọng vào để ôn luyện cho cái kỳ thi IELTS. Thì những bạn nào có quan tâm thì chúng ta có thể vào đây để mình luyện tập. Tương tự là reading cũng vậy. À, những cái basic thì mình đã có rồi ha còn các cái phần intermediate và advanced thì mình phải chờ một thời gian nữa đó là còn cái tùy thuộc vào thời gian rảnh của mình thì mình mới có thể làm được và ở phần writing và speaking thì hiện tại mình chưa có đầu tư vào để mình làm bởi vì thực sự là hai kỹ năng này thì phải có cái người hướng dẫn chúng ta chỉnh sửa bài chúng ta ha cho nên học online nó cũng thực sự chưa có hiệu quả lắm cho nên là các bạn lên trang này thì các bạn chú ý đó luyện reading và listening thôi phần vocabulary và grammar thì mình cũng chưa có đầu tư tại thì thời gian của mình cũng không có nhiều trong tương lai là mình sẽ cố gắng mình sẽ hoàn thiện tiếp phần vocabulary và grammar từ các chủ điểm thường xuất hiện trong bài thi IELTS và rồi, rồi đó là những cái thông tin cơ bản để các bạn có thể luyện tập được tốt trên cái kênh YouTube của mình ha à, thì ở trong cái kênh YouTube của mình sẽ có uh, rất nhiều những cái danh sách trên đây thì chỉ có những cái cái bài nào mà chúng ta thấy có cái phần ghi chú là click click the link in the description to do online practice thì nó mới có dạng làm bài trực tuyến còn những dạng mà mình thấy chỉ có những dòng chữ như là true or false hoặc là matching task này thì mình sẽ làm trực tiếp trên video là luôn nha các bạn những phần này chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có dạng bài tập ngay trên đây luôn ví dụ như các bạn kéo tới đây sẽ hướng dẫn chúng ta ha. À, và tới đây, nó sẽ có bài tập trực tiếp ở trên này luôn. Tuy nhiên các bạn sẽ không có thể tương tác được ha, thì nó cũng hơi bất tiện. Đó là lý do tại sao mình cập nhật cái hình thức là một trang web nữa để mình làm bài tập online. Thì mình nghĩ nó sẽ thú vị hơn là chúng ta ngồi chìa chép ở giấy ở dưới ha. Chúng ta có thể thử các loại thông tin, những cái dạng bài tập trên này. rồi, đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu trong video lần này. Chúc các bạn luyện tập thật tốt và sớm đạt được kết quả target của mình. OK, that's all for today. Goodbye, everyone.